Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, còn Đảng thì còn mình, đúng theo di nguyện của Bác. Sáng ngày 17 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969 năm 2024 và Công an thành phố Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an thành phố Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc của toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an thành phố trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định buổi lễ là dịp ta tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, dân tộc ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, khẳng định ý chí, quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kiên định thực hiện di huấn của Người. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, lực lượng công an nhân dân, trong đó có Công an thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Song song đó kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vì nước, quên thân, vì dân phục vụ, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, đúng theo di nguyện của Bác.